mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Anphat Computer. Thì nhắc đến màn hình gaming, trước đây Samsung là một hãng mà chính bản thân mình và mình tin là có rất là nhiều bạn khác nữa rất ít khi nghĩ đến Samsung. Thế nhưng bây giờ Samsung đã cho ra mắt mẫu màn hình chuyên về gaming với tên gọi là Odyssey và đã có hai mã là G7 và G9 với độ cong cực kỳ ấn tượng là 1000R. Đây cũng là mẫu màn hình 1000R đầu tiên tại Việt Nam mà mình đã có một video review trước đó, link thì mình sẽ để ngay ở trên này nhé. Và nếu như Odyssey G7 và G9 đã đem lại rất là nhiều ấn tượng cho các game thủ nhờ chiếc màn hình siêu cong mà giá lại hơi cao một chút, thì Samsung cũng đã đưa ngay giải pháp cho các bạn. Thì mới đây, Samsung đã cho ra mắt chính thức Odyssey G5 với mức giá chỉ hơn 8 triệu đồng. Nhân mục đích là sẽ tiếp cận được nhiều đối tượng hơn này, vẫn giữ nguyên độ cong là 1000R, nhưng sẽ tối giản hơn về thiết kế cũng như là hiệu năng, nhưng trải nghiệm đem lại thì vẫn cực kỳ tốt. Và hãy cùng mình tìm hiểu xem mẫu màn hình này chưa đến 10 triệu có những gì trong video này nhé. Odyssey G5 thì sẽ có hai phiên bản là 32 inch và 27 inch và mình đang có ở đây là phiên bản 27 inch. Tấm nền thì sẽ là tấm nền VA, độ phân giải lên đến 2K QHD. Với độ phân giải này thì sẽ giúp mở rộng không gian màn hình này, mật độ điểm ảnh gấp 1,7 lần so với Full HD thông thường. Và ở hai phiên bản này thì mình sẽ thấy 27 inch sẽ cho độ nét tốt hơn, kích thước sẽ vừa phải, không quá to và phù hợp với mắt mình khi nhìn. Và theo như hãng quảng cáo thì Odyssey G5 sẽ có khả năng hiển thị lên đến 99% giải màu sRGB, 72% DCI-P3, độ sáng là 250 nit, sẽ đủ để đáp ứng nhu cầu giải trí cơ bản đến chơi game. Và ưu điểm trên chiếc Odyssey G5 này thì chính là công nghệ HDR và độ tương phản cao sẽ giúp cho màu đen của màn hình nhìn sâu hơn này, hình ảnh hiển thị rõ ràng hơn, nhất là những cảnh tối khi các bạn xem phim hoặc là ở các góc tối khi các bạn chơi game. Ở độ cong 1000R thì Samsung thiết kế cực kỳ phù hợp với võng mạc của mắt người. Với màn hình cong này thì các bạn có thể tập trung hoàn toàn vào từng trận game. Viền màn hình vẫn là viền màn hình mỏng thì vẫn luôn bắt kịp xu hướng, thiết kế tối giản với chân đế hình chữ V mang hơi hướng văn phòng, thế nhưng mà cấu hình thì lại cực kỳ gaming. Và với mức giá chưa đến 10 triệu đồng cho một chiếc màn hình khá chất lượng như thế này thì mình nghĩ các bạn sẽ phải đánh đổi một chút, đó là chúng ta không thể nâng lên, hạ xuống hay là xoay ngang xoay dọc chiếc màn hình này được. Theo mình là sẽ phù hợp với những bạn nào yêu thích phong cách đơn giản này, gọn gàng, và thiết kế này thì cũng giúp tiết kiệm không gian rất là nhiều nữa. Thêm vào đó thì Odyssey G5 cũng sẽ hỗ trợ VESA cho bạn nào không thích phần chân đế mặc định của chiếc màn hình này. Cổng kết nối thì đặt hết ở phía mặt sau của màn hình thì sẽ bao gồm khá là đầy đủ, gồm một jack tai nghe 3.5 này, một cổng HDMI, một cổng DisplayPort, một cổng USB Type-A, một cổng nguồn. Phía dưới phần màn hình thì Samsung cũng trang bị một phím là joystick duy nhất để các bạn có thể tùy chỉnh, thay đổi các thiết lập trên màn hình này. Phía bên dưới màn hình thì Samsung sẽ trang bị một phím joystick duy nhất để các bạn có thể tùy chỉnh và thay đổi các thiết lập ở trên màn hình này. Ở trong phần menu của màn hình cũng sẽ có sẵn các chế độ hiển thị khác nhau để cho người dùng lựa chọn. Chế độ giảm ánh sáng xanh này và khả năng chống nháy hình cũng giúp bảo vệ mắt được tích hợp sẵn ở trong chiếc màn hình này luôn. Và vì là màn hình gaming thì nên là tần số quét và tốc độ phản hồi vẫn rất được Samsung chú trọng. Khi có tần số quét là 144Hz, tốc độ phản hồi 1ms, hạn chế tối đa tình trạng xé hình này, chống rung mờ chuyển động, giúp các bạn phản xạ nhanh hơn trước mọi tình huống diễn ra ở trong trận game của mình. Và cuối cùng thì màn hình này cũng sẽ hỗ trợ công nghệ AMD FreeSync giúp tốc độ khung hình được tối ưu hóa và đảm bảo là các chuyển động ở trong từng khung hình. Và tổng kết lại thì với độ cong 1000R này, hiện tại chưa có mẫu màn hình nào sở hữu độ cong này thì đây cũng là một lợi thế cũng như là một sự lựa chọn cho các anh em muốn trải nghiệm màn hình siêu cong mà mức giá chỉ hơn 8 triệu đồng. Link sản phẩm mình sẽ để ngay dưới mô tả của video nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là Anphat có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.